Đây là hình ảnh của một chiếc mỏ leo khổng lồ tại công viên cây xanh phía dưới chân cầu rào. Hải Phòng là một thành phố cảng biển nên hình tượng chiếc mỏ neo đã được chọn để trang trí cho công viên này. Cầu thang bộ của cầu rào cũng đã được hoàn thành rồi. Việc trải nhựa cho lối đi từ Lạch Chay sang bên đường Thiên Lôi đang được hoàn thiện những mét cuối cùng. Nếu như bên phải của cầu là hình tượng của chiếc mỏ neo thì có lẽ đây là hình của một bông hoa phượng. Công nhân đang xếp đá này. Chắc chắn đây là hình ảnh của bông hoa phượng rồi. Còn đây là hình ảnh của công viên cây xanh phía quận Dương Kinh.